Sếp Lý ơi. Sếp sao đấy sếp? Sếp ơi. Sếp sao đấy? Đông à? Tôi mệt quá. Lấy cho tôi cái lọ đỏ đỏ ở trên này đi. Lọ này à? Lọ này đúng không sếp ơi? Sếp không sao chứ? Tôi nghĩ sếp lo quá. Trông mặt tôi kém lắm à? Kém lắm sếp ạ. Cất vào tôi. Phấn khởi rồi. Là như nào ạ? Hả? Sếp vừa... Tôi đợt này là phải dùng cái đông trùng linh chi. Đông trùng linh chi là cái gì sếp? Úi dồi ôi, cái này hay lắm. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Tôi vừa mới gục như thế mà uống vào phát là phấn khởi luôn. Để em đi. Đấy, xem đi. Đông trùng linh chi. Đấy, đây. Nghiên cứu đi, cái này hay lắm. Cái này không phải là chỉ là những người mà có tuổi như tôi đâu. Mà tuổi trẻ các bạn ấy là cũng phải ăn nhậu nhiều này. Sinh hoạt vô điều độ này. Là cũng nên sử dụng cái này. Hay lắm. Tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh, giúp bổ gan thận. Cái này là thuốc hả sếp? Đây không phải là thuốc. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây nó là thực phẩm chức năng mà lại còn lại được Bộ Y tế cấp phép rồi. Yên tâm. Em uống cũng được hả sếp? Đương nhiên. Dạo này em mệt mỏi lắm mà em cũng sợ sếp ạ. Đọc trên mạng nhiều người đi quá, toàn đột quỵ tai biến thôi. Thế thì dùng đi. Nhưng cái này nó có chống được đột quỵ không? Chống được tai biến không sếp? Ok, khổ quá thế cậu cũng đọc à? Hả? Ê, để em đọc đã nhá. Thành phần cao đông trùng hạ thảo, cao nấm linh chi đỏ. Ui, cái này đắt lắm sếp ạ. Không, nếu như bây giờ như mà cậu mua nấm linh chi này, đông trùng hạ thảo này thì đương nhiên là đắt rồi. Thế nhưng đây người ta đang tích hợp. Và rồi. Tích hợp vào viên nang này. Đấy. Đấy. Giá rất đơn giản. Đấy, cậu xem đi. Này, ngày mấy viên này sếp? 2 viên thôi. Là tỉnh như sếp lúc nãy thôi nè. Là tỉnh như sao luôn? Sếp cứ đùa em, lúc nãy sếp sao lại đùa đúng không? Sao lại đùa? Sếp đùa đâu hay thật đấy. Tôi có mua đâu. Bà xã mua cho đấy. Mà này, tôi nói nhá, không phải là chỉ có những lứa tuổi như tôi mới dùng đâu nhá. Trẻ như các cậu nó cũng phải dùng đấy nhá. Chắc chắn rồi sếp, nhắc thế là em phải mua ngay. Để em về em nhắn chị nhà mua hộ em nhé. Đúng rồi. Mà em thấy trong tủ này cả hộp này nhiều lắm sếp ạ. Thì đấy. Luôn. Em xem. Ui dạ. Ôi, có 4 hộp cơ sếp ạ. Đấy, còn cái này thì chị nhà chu đáo quá. Thế thôi. Chú cũng phải dùng đi. Sếp cho em một hộp để mình thử nhé. Ok. Tốt em mua. Ok. Không có gì em nhờ chị làm mỗi hộ nhé sếp nhé. Ừ rồi ok. Thôi em cảm ơn sếp. Kết thúc video, hóa ra là cú lừa của sếp Lý dành cho anh chàng nhân viên ngây thơ với mục đích cảnh tỉnh, nhắc nhở anh chàng nhân viên cần giữ gìn sức khỏe bằng việc sử dụng đông trùng linh chi. Đừng chủ quan khi còn đang trẻ nha các bạn.